Ok, chào mừng tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video và những sản phẩm mới nhất em gửi đến tất cả các bác. Hôm nay em nên review cho các bác một dòng đẩy xe 18. Tôi nói bảo là một dòng thì cũng chả đúng đâu, vì đây đó là hai dòng đẩy xe 18. Một dòng đẩy màu xanh này và một dòng đẩy màu tím tím này, cái chữ của nó màu tím này. Con chữ màu tím này công suất thì nó vô cùng khủng khiếp, nó là 1.800W một kênh, còn con này nó là 1.500W một kênh, bản đủ bản full option luôn nhá. Đấy, xe 18 đây là dòng đến từ thương hiệu là CMF Audio. Như một số kênh ấy, người ta đang bán cho các bác là bản xe 18 nhưng mà bản thiếu ấy, bản thiếu có nghĩa là bản thiếu sò này, nó chỉ có 6 con sò thôi, 6 hay 7 con sò thôi, nhưng mà đây là bản 8 con sò. Đây là bản của máy xe 20, xe 20 bản đủ nhá. Nhiều bác anh em nào đã xem các cái kênh rồi thì biết đây là máy của xe 20. Và máy móc thì bao zin, bao nguyên bản, bao các kiểu cho anh em. Đấy, anh em về có nghĩa là xem, có nghĩa là tất cả mọi chỗ này này, xem nó chỗ nào không zin thì chụp ảnh lại bảo em là em ơi con này sửa rồi hay là thay thế rồi thì em trả lại hàng, em trả lại tiền cho các bác đầy đủ, không thiếu một đồng nào cho anh em. Đây là xe 18 trang bị với công suất nó là 1.400 đến 1.500W một kênh. Con này thì các bác có thể đánh được súp đôi 50, côn của nó là côn 100 đấy nhá, 100 đến 125 trở xuống, từ 125 trở xuống chứ không được quá, có nghĩa là nhiều bác chơi quá 125 nó không đánh nổi đâu. Đây là xe 18 của CMF, cực kỳ to, nguồn này, các bác nhìn này, nguồn đồng, nguồn dây, rất to luôn, cái dây này, nhìn trông nó đã đẹp rồi. Thì có nhiều bác ở nhiều kênh ấy, người ta cứ hỏi em là bảo em ơi chơi cái súp thì đánh con nào hay, hoặc là chơi full con nào hay. Thì nói thật các bác là chơi full hay chơi súp, thì chơi đặc biệt là chơi súp thì các bác cứ chơi cái nguồn biến áp cho em. Nguồn biến áp nó vô cùng là, thứ nhất là bền, thứ hai là cho cái dòng cung cấp nó dòng nó lớn, thế nên tiếng súp của nó đưa ra rất chi là chắc chắn và nó khỏe, có nghĩa là tiếng súp nó cảm giác nó có lực ấy, chứ không như một số các cái dòng nguồn xung ấy, nó đánh các bác nó đánh ấy thì các bác chỉ cảm giác là nó chỉ có tiếng của nó rất mềm mại thôi chứ nó không có lực. Đấy, tiếng của nó vô cùng là mềm nhưng mà nó không có cảm giác là có cái nhiều chiều sâu của cái quả súp ấy. Đấy, và đây là một bản nó vừa ấy về thôi, tất cả cái quạt gió bằng nhựa nó đẹp long lanh nhá, đẹp long lanh nhá. Các cái dây của nó này, các bác nhìn các cái dây này nó vô cùng là chắc chắn. Đấy, các cái phích cắm này, đến cái dây nó to như ngón tay này. Những cái con đẩy mà nó có cung cấp ra cái dòng lớn ấy thì nó phải cho các bác cái dây nó vô cùng là to để đưa ra được dòng lớn. Con này nó có cắt súp đầy đủ cho anh em nhé, cắt súp đầy đủ. Đấy, đầy đủ chưa? Đây là các chế độ phân cực này, chế độ Sitel Baravel Bride này. Còn đây là cắt súp này. Đấy, đây là nối đất này, nối đất. Có cả đầu vào này, cổng linh này, đầu ra này, cọc đấu dây này, đấy, quạt. Toàn bộ các cái nhựa mà quạt này, ốp quạt này đều nó zin hết nhá, đều zin hết nhá. Chưa có vấn đề gì cả, hàng về như thế nào bán cho các bác như thế. Đấy, đẹp chưa? Và giá con này thì em bán cho các bác với mức giá là 5.500.000, em bao cước cho anh em thôi, chứ bao cước tạo dây rác luôn nhé, chứ không phải là quá đắt và không phải là quá rẻ lắm đâu. Đấy, 5.500.000 bao ship cho anh em. Giá này em nói thật các bác này, các bác mua cái thời điểm này ấy thì các bác sẽ được mua được với những mức giá nó vô cùng là hấp dẫn. Chứ còn sau một thời gian nữa các bác mua ấy thì giá nó sẽ cao đấy. Nói thực sự là tại thời điểm này thì tất cả mọi thứ nó đang giảm giá. Mọi thứ đang giảm giá. Và đặc biệt đồ điện tử này giảm giá rất sâu. Đấy, ok chưa? Anh em vào cho em xin nút like cái nào. Hai kênh chạy bình thường. Con này có chế độ chống sốc loa đầy đủ cho các bác nhé. Chống sốc loa, sốc niếc đầy đủ, ok chưa? Máy chạy đóng ra le, ok chưa? Quạt êm, máy thổi khỏe, làm mát cực kỳ tốt. Đấy, giá 5.500.000 bao cước cho anh nhé, một con. Ok, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi nhé.